cho Miki chơi mấy con thú đồ chơi này thôi nha. Mình có lấy thêm một ít thức ăn. Quả này không phải là quả quả táo nha mọi người, quả đào. Quả táo nhưng mà thật ra là quả đào nha. Quả đào có mùi thơm rất là đặc biệt luôn. Còn đây là quả mãng cầu dai nha mọi người. Này cũng là món ăn mới cho nên mình cũng muốn cho Miki của mình thử nha. Miki, con ăn vỏ sao được? Ăn có quả sao được, ăn nó ở trong được. Ở đây mình bóc. Bây giờ con ăn quả này nha. Mua đồ chơi về vứt qua một bên này, thấy đồ ăn xong rồi bắt đầu là cũng sáng mắt ra rồi, đâu có thèm chơi nữa đâu. Còn số này, con này để bóc vỏ ra đã chứ. Mọi người thấy Miki của mình có áo mới đẹp không? Miki mặc váy luôn đây nha mọi người. Miki, từ từ để con bóc cái vỏ này ra để cho con ăn cái vỏ. Miki hả? Trái ham ăn ham uống. Không biết ăn quả này luôn à Miki. Đi lượm cái hạt ăn mà sao? Không ngồi xuống, không ngồi xuống. Nhấn nhăng không, nhấn nhăng không? Mà chút, không có nhảy. Ăn là cái chỗ đó chui á hả? Chỗ đó chui cái miệng con á hả? Ăn xong rồi chơi nha, ăn xong rồi chơi lấy cái con này nha. Khi mày cho nè, mày cho nhiều con nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống ăn đàng hoàng chứ, ăn cái này mà con bôi đầy người thôi chứ. Cho con ăn cái này rồi mày ăn chứ có gì đâu mà giỡn. Ngọt quá. Miki sướng nhất nghe nè. Miki đòi được ăn đủ thứ trái cây luôn. Miki cứ thử trái cây hết trái cây này rồi tới trái cây kia. Ăn. 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 Đi đâu á, đi đâu á, nhiều quá, nhiều quá. Vỏ mà con nhả ra. Miki vui quá. Miki sướng quá. Miki ơi, rửa ra cho. Đây, đây cái này không có hạt này. Này không có hạt nè. Đó, có ăn nữa không? Không ăn nữa thì để tôi ăn nha chứ đừng có phá nha chứ. Còn lại con chơi đi. Đồ chơi của con đi, chỗ mẹ ăn. Mặc váy đẹp với ta, đứa nào mặc váy đẹp quá ta. Cái kia là mẹ chó, là mẹ chó. Mẹ chó. Mẹ chó là mẹ chó. Con có bôi đường áo, theo xuống.
Miki ăn cũng gần cũng hết nửa quả rồi đây nha mọi người, chỉ còn một tí vậy thôi nha. Cái này thật ra rất là ngọt luôn, cũng rất là mắc tiền nữa, nên là Miki cũng thích ăn. Miki ơi, chà chà nhiều rồi chứ, nhiều rồi cơ. Ngồi đây chơi nha, mình đi lấy giấy lâu nha. Mấy kia nha. Mình đi lấy giấy lâu đây. Xót không cắt được. Ngồi hết rồi. Ngồi hết rồi. Chó này xấu tay quá nha. Chó này xấu tay. Mì kia thích ngồi trên cái tay như thế này đây mọi người, trong trên như thế này nhưng mà cũng ưng nè. Đó đó, té lên té xuống. Mì kia thích nhất là bạn gấu này nè. Hôm qua giờ chơi con gấu này nhiều nha. Còn bạn voi thì hôm qua có bạn voi điện tử mà rất là sợ luôn rồi, nhưng mà bạn voi này không sợ nha. Tôi thích ngồi trên cái tay vậy đó, không chịu ngồi xuống tất. Chơi cái bì đó hả? Chơi cái bì đó hả? Bì này để mình đựng đồ chơi nè, bỏ vô cho con nè. Mình bỏ vô nha. Bỏ tay ra coi, đưa tay ra coi. Đi lên đây này. Đi lên đây, đi lên đây. Con cá ngoan chưa? Ngoan chưa? Ngoan chưa? Mẹ lên. Mẹ lên. Ngoan chưa? Ngoan chưa? Ngoan chưa? Kệ tay trong đó không chưa? Mẹ lại, đúng lên. Đúng lên. Mặc váy mà đu dây hả? Mặc váy mà đu dây hả? Làm sao để lấy ra? Làm sao để lấy ra đây? Cho cắn tay tôi làm gì? Cắn tay tôi làm gì? Cái nào thơm á, cái nào gội đầu thơm á. Cái chà nó cắn. Cái chà nó cắn. Yeah.
đang làm ship đây hả Miki? Miki ơi. Chà chà, ghê hả? Ghê hả? Ghê ta, ghê ta. Mình cũng xin tạm dừng clip ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Cho Miki ngồi đây chơi một tí ha. Bye bye. Miki ngồi đây chơi nha. Miki ngồi đây chơi cho chú đi làm công việc nghe chưa?